em đang có mặt tại xã này là xã gì ta? Xã An Đức, huyện Ba Tri. Đó, bây giờ là trời xế chiều rồi, thì em đang có mặt tại xã An Đức của huyện Ba Tri để ghi hình đang bán bò dùm cho mấy anh chị mới điện thoại cho em để cho biết anh chị bán bò gì. Thì mong là cô chú anh chị và các bạn ở gần xa xem video của em. Nếu mà cảm thấy thích cái chương trình của em thì hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo, cũng như là ủng hộ em có thêm động lực làm nhiều cái video mới nha. Và bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn đến với cái nội dung ngày hôm nay. Nội dung ngày hôm nay cũng không khác những nội dung trước, đó chính là quay và đăng bán bò báo giá trực tiếp cho cô chú anh chị và các bạn, để chúng ta có thể lựa chọn những cái con giống phù hợp với cái giá thành phù hợp về để chúng ta phát triển kinh tế nha. Rồi thì bây giờ mình đến với cái nội dung ngày hôm nay nha cô chú anh chị các bạn. Đó, bây giờ em đang ra cái chuồng bò của anh. Đó, không biết chủ nhà có nhà không, đi đại luôn. Đây là khuôn viên chuồng trại của anh. Dạ. Chút xíu nữa em qua luôn. Bác, ủa anh Mẫn ở nhà không bác? Dạ khỏe rồi bác ơi. Đâu? À, không biết chủ chuồng có chủ chuồng bò có nhà không mà đi vô ban cho chuồng không biết có ai la không nữa nè. Chùm ruột. Ruột này không biết chín nè, ruột ngọt hay ruột chua nữa, chắc là chua quá. Ngon. Thêm trái nữa. Hai trái nữa. Đó. Có nhạc. Có nhạc hay chơi có nhạc luôn. Bản quyền chơi bản quyền luôn. Đây. Anh. Chị. Mày khỏe chưa? Dạ khỏe rồi. Giờ anh chị bán bò gì đây? Đây. Đâu? Hay nghe hả? Ừ, chuồng bò này cô chú anh chị bạn, siêu, kem, cọp. Đó, đủ thứ thể loại hết ha. Rồi bây giờ anh muốn bán bò gì? Ồ. Bò xin đẹp dữ à. Con này với con nào? Siêu màu đen hả? Siêu đỏ hả? Siêu cọp. Đây chú anh chị bạn, xin rất là đẹp. Rồi báo giá luôn đi. Em được, em góp ý cho. Sẵn đang quay nè. Giờ em thương lượng trực tiếp giá chủ nhà luôn nha. Rồi đưa cái giá hợp lại nha. Thôi con này trước đi. Con này con kia nhiêu, con này nhiêu để người ta biết lỡ người ta mua con là sao. Rồi anh thông báo con này giờ anh muốn bán nhiêu anh nói đi, biết bà con này ta ai có mua được người ta mua nè. Con này em hai á chị. Rồi báo giá trực tiếp của chú anh chị bạn luôn, 22 triệu bao đẹp luôn nha, rúng yếm cho tới thùng dạo là khỏi chê. Họ chân móng nè, hôm nay nói chung là có nhạc thì em quay luôn, có nhạc khỏi sợ nữa. Đúng rồi, lâu lâu dính bản quyền cái chắc cũng không xóa đâu. Đó chú anh chị các bạn thấy không, thùng dạo cho tới đầu cổ rúng yếm sái bớm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Con này chiều cao chắc dao động khoảng gần 1m2. Đó, bò xin nha, chân móng là móng sò của chú anh chị bạn. Nói tới cái trình độ ăn thì chúng ta khỏi chê, cái miệng nó giờ còn dính cỏ. Thấy không? Nó ú như thế này thì chúng ta biết là nó không có kén ăn rồi. Đó, bò này đang ở xã An Đức, huyện Ba Tri của chú anh chị bạn. Nhìn cái qua nó thôi là em thấy em tê người hết trơn. Chúng ta thấy không? Nè, mọi người thấy nè, nhìn cái qua nó kìa. Cái qua nó xệ đến nỗi mà nó không còn chỗ nào để xệ nữa hết. Rúng á, rúng là rúng dạng kiểu rúng chèn nha. Cái này vú của nó nè cô chú anh chị bạn. Nó thùng dạo thì khỏi chê. Bò này báo giá trực tiếp với cô chú anh chị là giá chốt không thương lượng 22 triệu. Đầu trụi luôn nha. Đầu trụi thùng dạo khỏi chê. Nè, lưng dai nè, thấy cái dai nó lực không? Đó, cô chú anh chị bạn quay với cái góc độ này thì chúng ta có thể thấy được con bò nó lực như thế nào nha. Từ bữa giờ anh chị này điện cho em lâu lắm rồi, hôm nay mới đến để em ghi hình được. Ẩm rài bị bệnh, lớp nào nằm viện, lớp nào ho, sổ mũi, nhức đầu, cảm cúm tùm lum từ đây hết trơn. Rồi kế bên. À con này luôn hả? Ồ để bển luôn đi, để xì vậy em quay luôn. Đây con siêu đỏ. Ha, siêu đỏ chứ con siêu mỏ đen. Đó mà hai siêu này anh không chịu bán rồi.
đó, siêu màu đen nè, siêu đỏ. Rồi ai có chơi thể loại nào thì liên hệ rồi em hỏi rồi coi ảnh có chiếc không. Đây con siêu bên đây, siêu cọp 22 triệu chứ anh chị các bạn. Siêu cọp 22 triệu nha. Bò này coi coi, có rúng luôn, có rúng nha. Con này anh ít tắm nó hay sao vậy? Ừ. Gió bớt lạnh quá không dám tắm ha. Đây của chú anh chị bạn. Bò cọp. Con cọp này dao động chiều cao khoảng 1m2 có hơn rồi. Để coi sấy coi. Sấy nghiêm chỉnh. Sấy lưng nghiêm chỉnh của chú anh chị các bạn. Tại nó thấy em mặc áo vàng em nó không hơi nhát. Báo giá với cô chú anh chị các bạn luôn, con này 22 triệu. Con kia cũng 22 triệu, chiều cao của hai con ngang ngửa nhau nó, chúng ta có thể thấy không? Đó. Thì ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trong hình. Đó. Một con siêu cọp chân móng nè. Đó, chân móng sò nha cô chú anh chị bạn. Đó, chúng ta có thể thấy trước màn hình video là chân của con cọp này là móng sò nha. Chân sau đứng thẳng băng luôn nè, đó. Rúng là đầy đủ của chú anh chị bạn. Ha, con này tình trạng của nó là tơ. Được khoảng con này khoảng 8 tháng rồi. 8 tháng tuổi. Ha, 22 triệu. Nó cặp bò này có giá là 44 triệu hai con nha cô chú anh chị bạn. Con bò lai xin cũng đẹp mà con bò kia thì nói chung là mình nó hơi dơ. Nó chứ sái bướm rồi chân móng cho tới rúng yếm là đầy đủ, hoàn thiện hết nha. Bò này tiêm phòng, tiêm ngừa đầy đủ hết anh. Bò này đã được chủ của trại là tiêm ngừa, tiêm phòng đầy đủ hết. Cô chú anh chị nhìn thấy cái dầu của nó, cái hoa của nó nè. Tàu cái hoa này tới chừng đẻ thì thôi khỏi chê luôn rồi. Cái này đẻ chắc đẻ đôi không á. Hết biết cái hoa luôn mà con ơi. Đó. Sái bướm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh là đầu trụi nè, con này đầu trụi mà thêm cái sái mặt nó cũng ngay ngắn nữa chứ. Đó, hết biết bò. 22 triệu là giá chốt không thương lượng cho con bò cái lai xin này nha cô chú anh chị bạn. Ai có nhu cầu cô chú anh chị gần xa, các bạn có nhu cầu muốn liên mua thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên màn hình. Giá cả là anh chủ nhà với chị chủ nhà đã báo trực tiếp để chúng ta có thể cảm thấy mà con bò này phù hợp với túi tiền thì chúng ta cứ liên hệ rồi chúng ta mua về chúng ta phát triển kinh tế ha, hoặc là nuôi làm giống nha. Con bò này thì kiểu mẫu nó là nửa đẻ sai, thùng dạo thùng bự rúng dàn dậu nè, coi cái dàn dậu của nó cho tới cái thùng nó thì chúng ta biết rồi. Con bò nó như thế nào thì em khỏi quảng cáo nhiều trên đây, em cũng không có nói nhiều tại vì chúng ta nhìn chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể biết. Còn tại sao mà em phải nói nhiều à, cô chú anh chị, con bò này có nhiều cô chú anh chị người ta chưa có nuôi bò, có nhiều bạn đang chuẩn bị khởi nghiệp, đang chuẩn bị chuyển sang cái lĩnh vực chăn nuôi nữa, nên nhiều người người ta chưa biết, nên em mới nói hướng dẫn và tư vấn những cái chỗ cho cô chú anh chị và các bạn đang chuẩn bị có ý định nuôi bò để chúng ta có thể biết được con bò này nó đẹp ở cái chỗ nào và nó xấu ở chỗ nào, chúng ta mua về chúng ta phát triển kinh tế, mua về làm giống ha, chứ không phải là ai em cũng lên đây em cũng nói, ai cũng lên đây cũng chỉ. Cái này em chỉ tư vấn cho những người chưa biết thôi, còn cô chú anh chị và các bạn nào đã nuôi bò rồi thì xem như là xem video để ủng hộ em ha, có thêm cái tinh thần làm nhiều cái chương trình như thế này để ủng hộ cho bà con chúng ta có thể biết được cái con giống nào phù hợp, con giống nào cái giá tiền hợp lý ha. Rồi thì bây giờ đến với cái nội dung ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn nha. Em sẽ quảng cáo thêm một cái phần nữa, đó chính là cái máy cắt cỏ và cái máy băm cỏ ha, với cái giá thành rất là rẻ. Thì cô chú anh chị biết cái máy nào cái giá như thế nào thì cô chú anh chị muốn biết rẻ hay không thì cô chú anh chị chỉ việc lên Facebook và tìm kiếm nhà phân phối máy cắt cỏ, máy băm cỏ thì nó sẽ xuất hiện trên cái Facebook nha cô chú anh chị và các bạn. Nhà phân phối máy cắt cỏ, máy băm cỏ nha, thì sẽ xuất hiện cái trang fanpage chuyên cung cấp những các cái dòng máy băm cỏ sữa, cỏ voi đó, với lại máy cắt cỏ.
Đó, những cái đó là những cái rất là máy rất là rẻ, hợp túi tiền cho cô chú anh chị các bạn. Số điện thoại của công ty thì em cũng để trực tiếp trên cái đường link. Đó, thì cô chú anh chị việc chỉ việc nhấc điện thoại lên và điện sẽ có nhân viên tư vấn những cái dòng máy cho cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta có thể mua gì chúng ta cắt cỏ, hoặc chúng ta mua gì chúng ta băm cỏ vôi, cỏ sữa cho bò ăn ha. Đó, rất là tiện lợi trong cái việc chăn nuôi. Con bò này có giá là 22 triệu. Chiều cao của nó khoảng 1m2 để móc thước ra đo thử. Chùm ruột ngon quá. Không biết có nhìn thước không nữa. Đấy, biết trái chùm ruột. Nó chua tao nói một cái luôn. Đây cô chú anh chị bạn. Dạ. Con này dao động của nó dạ. Khoảng 1m2 á. Rồi. Máy băm cỏ có giá thành như thế nào? Nó dao động tầm khoảng từ 1 triệu 8 cho tới 2 triệu bạc đã có một cái máy băm cỏ rồi nha cô chú anh chị bạn. Giá thành một cái máy mới nó với công suất khoảng 150W. Đó, thì cô chú anh chị các bạn đã có một cái máy tầm giá khoảng 1 triệu 8 đến 2 triệu. Còn những dòng máy nó bự hơn, cái công suất nó lớn hơn, hay là những cái thùng của nó, cái chất liệu của nó dày hơn, lưỡi dao của nó to hơn. Nói chung là tiền nào của nấy, thì cô chú anh chị có nhu cầu muốn mua máy băm cỏ, cắt cỏ thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên màn hình ha. Rồi thì bây giờ em sẽ qua quay lại một lần nữa cận cảnh về con siêu cọp bên kia. Rồi cô chú anh chị các bạn nào có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình. Đây cô chú anh chị và các bạn, siêu cọp 22 triệu, mình nó hơi dơ nhưng mà nó cũng dai đùi được, cũng có đầy đủ hết ha. Nó màu lông từ rúng yếm cho tới sái tích, chân móng đồ là hoàn toàn nghiêm chỉnh hết nha. Bò đã được tiêm ngừa vaccine đầy đủ, ngừa bệnh và phòng bệnh cho chúng ta nha. Rồi bây giờ em đến với cái nhà của cái anh kế bên luôn nha. Đó, nhà kế bên cái nhà của cái anh nãy đang bán, thì bây giờ anh có nhờ qua đang bán giùm luôn. Đó, bây giờ đi mình đi đường băng luôn rồi, đi tắt qua ha. Đó, đây là khung cảnh ở phía sau nhà, em đang đi tắt qua nè. Không biết có bị la không nữa, mà chắc là không bị la, tại vì hai chủ nhà này là anh em. Thôi đi đường này nó nhát, không đi vòng lên kia đi. Mướp đây chú anh chị bạn, mướp mà khô dây rồi chạy cho dê ăn hả. Đây cô chú anh chị bạn, giá này ổn rồi, này ổn rồi mới bò xuống tới đây nè. Đi mình hả? Đi mình lâu lắm rồi mới xuống đây á. Bò gì mà đẹp dữ rồi ta, bò này bò gì mà đẹp dữ vậy? Trời ơi nó đẹp bà con ơi, bò nó đẹp nè. Trời ơi vậy sao bò đẹp vậy, bán giá vừa phải thôi nghe, để bà con ta về ta nuôi. Tại chị cần tiền chị mới bán. Tàu vô con bò nè, con bò nó đẹp nè, nhìn thấy vàng da vàng lông nè cô chú anh chị các bạn. Bò mình tiễn không á, tại vì mình đang... vô nhìn thấy con bò là tê người hết trơn, mua bán gì nữa trời. Đây tàu nó bự nó đẹp, nhìn thấy tê người hết trơn rồi. Họ kêu giá nào hợp lại chút xíu nha, đừng kêu cao quá nghe, người ta chửi em à. Rồi vô, anh đâu rồi? Khỏi nước nôi vậy anh ơi. Giờ con này giờ ra 30 được không Út? Cái gì? Con nào? Này trời ơi, chết. Đâu bị hư dữ hả? Dạ, bò đẹp của chú anh chị các bạn. Bò đẹp, xương to là rụng đầy đủ luôn ha. Romater. Không, này không phải romater anh ơi. Nó có dạng romater mà giống như siêu mỏ đen cũng nó đó. Nó siêu mỏ đen chứ không phải romater. Siêu mỏ đen. Siêu mỏ đen. Nó kiền đen nè. Siêu mỏ đen của chú anh chị bạn.
mà nó đẹp. Dạ. Nó đẹp quá. Chân nó đứng thẳng nè. Tạo này mua về để nái thôi, khỏi chê. Chị tiễn đó, chị tiễn nái đó. Nè cô chú anh chị các bạn. Cái chân của nó nhìn thấy là đã ghiền rồi, xương to nha, xương to móng sò. Lông da thì khỏi chê luôn rồi. Nó ú nu như cái bánh, như cái đòn bánh tét luôn. Nó tròn do luôn cô chú anh chị bạn, nó tròn mà nó tròn theo cái kiểu mà nó tròn theo cái kiểu mà cái thùng dạo chứ không phải là nó tròn như cái kiểu mà mình ống nha. Nó mà nhìn thấy là mình tê hết trơn. Đó cô chú anh chị bạn. Chúng ta nhìn chúng ta có thể thấy và chúng ta có thể biết được con bò này nó đẹp như thế nào và cái giống, cái giá thành của con bò á thì nó đi đôi với lại cái giá tiền. Bò này báo cô chú anh chị và các bạn luôn, bò này lên giống một nước rồi, anh chủ nhà chưa giao tin. Tại vì nó còn nhỏ ngày tháng quá, nó mới có 12 tháng hả chị? 12 tháng nên anh chưa giao tin được con bò này. Nếu như mà nó rã hết cái hình của nó là dao động tầm khoảng 18 tháng, cô chú anh chị hãy giao tin đó. Trời ơi, chị xả hai nước gì? Con bò này chị để khoảng 15, 16, 17, 18 tháng, càng bự, gieo tinh càng ngon. Chứ chị gieo tinh sớm con bò nó đâu rã hết hình đâu. Nó chị phải để cho con bò nó rã hết cái hình giống như con gái vậy đó. Nó mới 13 tuổi là bắt đầu nó chuyển, nó bật chế độ yêu đương rồi. Nó mà chị 18 tuổi, 20 tuổi chị mới gả, chứ có đâu 13 tuổi chị xách chị đi gả, nó đẻ ra nó ba lớn. Đó, bởi cô chú anh chị các bạn, đó là những cái lời nói của em, là em khuyên cô chú anh chị thôi nha, còn không phải em vô đây em nói ba cái văn lời bậy bạ trên đây, nên cô chú anh chị bạn thông cảm giùm em ha. Nó nhìn con bò cái từ cái dậu, nên chúng ta nhìn con bò từ cái dậu cho tới cái vàng lông da rúng yếm cho tới chân móng luôn, em nói thiệt em không có chê ở chỗ nào hết, nên cái giá thành của con bò này nó cũng không có mềm đâu cô chú anh chị bạn. Rồi kế bên đi con đực nè, bây giờ anh muốn bán thêm một con đực kem. Đó, cô chú anh chị bạn thấy đực kem lực không? Nhưng mà đực này giờ tầm giá là em báo trực tiếp cô chú anh chị luôn. Bò này là cái giá nó không có lú hơn hàng hai nhiều đâu. Nó hơn hai chút xíu thôi. Tại vì giờ bò đực, cái giá bò đực thì bây giờ nó cũng đang trong cái xu hướng là đang giảm nhẹ. Bộ mẹ con này thì nó con bò mẹ là con bò lai xin. Con bò con là con bò cái kem. Kem sọc cọp nha cô chú anh chị bạn. Con bò cái kem sọc cọp. Con bò cái kem này theo em quan sát là chân móng hoàn thiện, không bị ổ áp xe, không có bị xuống rúng xuống ruột. Thì con bò mẹ này không biết là chị có gieo tinh lại chưa ta? Bò này, bò con này được 2 tháng rưỡi chưa? 2 tháng rưỡi sao đón hay dữ rồi kìa. À. Rồi. Thì bò mẹ con này mẹ chưa gieo tinh lại đúng không? Rồi bộ mẹ con này giờ sao báo giá trực tiếp giùm em đi, em coi em tư vấn cho. Bò mẹ này nó có một cái miếng bú da nghe cô chú anh chị. Nó cái đó là cái miếng bú da chứ không phải là nó bị gì nghe. Giống như da của chúng ta mà có một rùi vậy đó. Bộ mẹ con nó ra 41 phải không? Đây, không nổi. Không nổi luôn. Bộ mẹ con này ngày hôm qua em mới bán bộ mẹ con chà bá luôn, có 36 tiền. Em nói thiệt. Chứ bộ mẹ con này chị kêu giá đó là nó hố cả chục triệu. Em nói thiệt luôn á, bò ngang đây chứ phải bò khoảng 2 tháng trước á. Chị nhắm á. Nếu như mà em nói cái giá mà nó thấp quá thì chị cứ để chị lại chị nuôi tiếp. Chứ con bò này, bộ mẹ con này chị kêu cái giá đó là nó hố dữ lắm rồi. Thì em thương lượng giá thì em cũng muốn bán giùm cho chị thôi. Em cũng không phải là em mua nên em không có đè giá làm gì. Không nổi, bộ mẹ con này kêu giá đó hố lắm. Bộ mẹ con này em nói thiệt. Bộ mẹ con này đẻ mấy lứa rồi, ba lứa chưa? Lứa thứ hai hả? Lứa thứ hai, mẹ chưa gieo tinh. Chưa gieo tinh, con này chưa được 3 tháng mà. Bộ mẹ con này em nhắm, theo em nhắm là tầm khoảng 36 triệu thì sẽ có người mua. Chứ không yếu nổi, tại vì chị, anh chị biết sao không? Con bò, cái giá, cái lúc mà cái con giống mà nó hút á, thì nó khác. Còn bò B ngang đây có 13 triệu ngay à. B á có 13 triệu ngay à. Hả? 38 đó. Em đang quay phim cũng em cũng đang là tham khảo cho bà con người ta biết là em đến là em phải cái giá là em phải đưa ra nó hợp lại em mới quay phim được.
Đó, em vô em thương lượng giá như vậy nè bà con, cô chú, anh chị, bạn thấy mình biết mình mới thương em. Tại sao em vô là em thương lượng giùm cho bà con luôn. Chứ không phải là em vô chủ nhà kêu, giờ mày quay cặp này 50, mày cũng quay 50, ha 60 mày cũng quay 60, cái đó là tội nghiệp cho em lắm. Em vô em thương lượng cũng mỏi miệng, cũng thương lượng giùm cho bà con thôi. Nó chủ nhà thì cũng đang đứng đây đang thương lượng cái giá nào hợp lý nhất để thống nhất bán cho bà con với mức giá hợp lệ. Đó, cô chú, anh chị, các bạn. Bộ mẹ con này em nhắm theo cái tầm nhắm của em bán thường á, thì bộ mẹ con này mình bán giá con giống khoảng 36 triệu mình bán có người mua. Mà lọt qua 38 triệu thì người ta ngán cái tiền xe. Nó vậy. Còn khi mà anh bán cái khi mà cái bò B 15 triệu á, 100 á. Nó 15 triệu 100 kg B á, thì anh bán con B này nó khoảng 12 triệu, 13 triệu. Còn giờ con bò B nó có 13 triệu 100 kg mà anh chị bán vậy sao tao mua nổi? Thời giá mỗi lúc mỗi khác. Cái đó em nói thiệt. Thì em đi bán là chủ yếu là em muốn cái người mua với cái người bán người ta hợp tình hợp lý thôi, chứ không phải em vô em đè giá để em mua. Đó, thì em nhắm vậy là có thể bán được, chưa chắc là bán được nha, em nhắm có thể bán được thôi. Còn anh với chị cái đó là hai người tự thảo luận đưa ra cái mức giá hợp lệ để chúng ta có thể bán được cho bà con người ta mua về ta phát triển kinh tế. Tại nói chung là mình cũng đang nuôi mà mình cũng đang ấy thì kẹt nó buông, chứ bò thì thấy 2 tháng mấy bò nó mát sữa còn ngon tốt dữ lắm, bán còn tiếc luôn á. Thì đó, thì em nhắm anh chị, cái khi mà em đã nhắm bò rồi em nhìn con bò ở xương sóc làm sao, rồi rúng yếm, rồi màu làm sao, mẹ làm sao em mới phán cái giá được, chứ không phải tự nhiên bò vô. Nhưng bò đẹp vậy vô em nói con bò này 20 triệu cho anh xách cái chổi anh quýnh dí em chạy về tới nhà. Thôi giờ chốt 37 đi, rồi chạy cho bà con ta nuôi đi. Còn con đực này rồi giờ sao anh? Rồi bây giờ anh cứ chốt đi, rồi em để số điện thoại anh lên đây người ta thương lượng. Bây giờ chốt 24 đi. Hôm nay hả? Không nổi. Không nổi. 24 là quá trời không nổi đâu. Thiệt. Em nhắm bò em nói là người này lú hàng hai là lú khúc thôi, không có lú nhiều. Em nhắm là em bán được em mới kêu. Còn không nuôi tháng nữa, con này 4 tháng mấy phải không? Đúng không nữa để chưa lên. em nhìn tháng bò em biết bò 4 tháng mấy liền. Không hả, là yếu quá để nuôi lại thêm. Thì nuôi lại thêm đi. Chứ okay. Mà 24 là con này la không nổi. Rồi, bò mẹ con này bây giờ anh dứt giá với cô chú anh chị là 37 triệu. Số điện thoại của anh thì em để trực tiếp trên cái màn hình. Cô chú anh chị và bạn nào ai có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với anh để chúng ta trao đổi thương lượng giá cả ha. Con bò này chân móng thì em quan sát là chân móng nó hoàn thiện. Bò này là tiêm ngừa đầy đủ hết đúng không anh? Tiêm ngừa vaccine, lở mồm, lông móng, tụ trùng là tiêm ngừa đầy đủ cho hai con bò này rồi. Cô bán trực tiếp cho anh chị luôn ha. Hỏi số điện thoại anh ha. Rồi thì cô chú anh chị có quyền thương lượng giá cả và điện thoại trực tiếp, số điện thoại của em để trên màn hình nha. Giá chốt của anh chị muốn đưa ra là bộ mẹ con này 37 triệu của chú anh chị các bạn. Còn ai có nhu cầu muốn mua thì chanh tay gọi em số điện thoại em để trên mình. Theo quan sát của em là con bò mẹ này mát sữa, chân móng thì hoàn thiện, không bị ốp xe, không bị gì hết nha. Nó có một cục bú da giống như là một rùi vậy đó. Đó, cô chú anh chị bạn thấy không? Con bò có như thế nào thì em báo y chang vậy. Để khi mà em giao con bò đến cho cô chú anh chị và các bạn á, chúng ta khỏi có buồn phiền. Để chúng ta còn giới thiệu cho nhiều người mua bò của em nữa, chứ không phải là em bán cái này, không phải là em bán giùm cho em nha. Cái giá cả em chỉ thương lượng giùm cho cô chú anh chị và các bạn thôi. Còn cái giá của chủ nhà bán thì em đăng bán giùm. Cô chú anh chị vô, ai cảm thấy con bò giá cao quá thì đừng có chửi em tội nghiệp. Đó. Sái bướm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Đây là màu lông da của con bò này. Con bò mẹ này chiều cao khoảng thước 3, con khoảng thước. Cô chú anh chị ai có nhu cầu muốn mua về chúng ta phát triển kinh tế cứ liên hệ trực tiếp với em ha. Bò con này được 2 tháng rưỡi. Nó rúng yếm đầy đủ, chân móng thì hoàn thiện nha. Bò con là con kem cái, đầu trụi lên sọc cọp. Đó, chiều cao khoảng 1 mét. Rồi kế bên con Romater. Romater này đã có người là người ta trả giá với anh chủ nhà rồi nhưng mà chưa có hợp lý nên anh chưa có bán. Còn cô chú anh chị và các bạn nào muốn mua con bò này về làm giống thì cô chú anh chị cứ việc liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em để trên màn hình để chúng ta thương lượng cái giá mà anh chủ nhà có thể bán. Nhưng mà giá này anh không có công bố nha cô chú anh chị các bạn. Ai nhắm mua được con bò này
Tại vì con bò này, con bò đẹp. Đẹp chỗ nào? Từ cái chân móng, chân trước nè, chân trước, chân sau, móng trước, móng sau, rúng, lông da, sái tích, đầu trụi. Là có người đã trả giá rồi, nhưng mà anh không có công bố cái giá. Còn cô chú anh chị có thể có quyền đấu giá con bò này. Tại vì con bò này là con bò đẹp. Đó. Chiều cao của nó khoảng 1m23-24, đo thử cho cô chú anh chị của bạn luôn. Ai có nhu cầu muốn mua nhanh tay gọi em số điện thoại để trên hình. Con bò này là con bò tơ nha, lên giống một nước, nó khoảng 12 tháng mà nó lên giống nước rồi đó. Dạ. Bò này khoảng 1m25 á cô chú anh chị bạn. Đó. Rồi cô chú anh chị ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại để trên hình nha. Rồi bây giờ em xin kết thúc cái video ở đây và kính chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã và đang xem cái video của em. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.